Thế thì cái thông điệp ở đây tóm lại có hai chuyện thôi. Một là thực hiện trao quyền và phân cấp quản lý tài chính là để tạo không gian phát triển cho nhân sự cấp trung. Mà tạo không gian phát triển nhân sự cho cấp trung là không phải vì nó. Một phần là vì nó, một phần là vì gì? Vì công ty. Vì mình nghe nó hơi thô thiển. Ok. Nhưng nếu trao quyền gắn với phân cấp quản lý tài chính nhân sự thì mới được là thực quyền. Một quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp trung, một cái lễ công bố chức danh cho nhân sự cấp trung, nó sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu như cái quyết định đó nó không kèm theo bản chức năng nhiệm vụ và nó không kèm theo gì? Mục tiêu và trách nhiệm tài chính nhân sự. Rõ chưa? Tức là có chức mà không có quyền đấy. Bổ nhiệm người ta nhưng nó không được quyết cái gì, cái gì nó phải đi hỏi ông thì bổ làm gì? Có phải không? Cho nên là có lẽ là công ty nào mà hết năm 2023 mà không hoạch định được tài chính, không trao quyền được cho các nhân sự cấp trung thì tốt nhất về đổi lại tất cả các chức danh. Đó là người sai vặt 1, người sai vặt 2, người sai vặt 3. Cho nó dễ. Việc gì phải trưởng phòng kinh doanh với lại kế toán trưởng cho nó mệt. Có phải không? Đó. Nhớ nhé. Trao quyền gắn với phân cấp quản lý tài chính, phân cấp quản lý nhân sự thì mới được xem là có thực quyền. Mà có thực quyền thì người ta mới phát triển được. Nhưng mà có những người trao xong rồi họ chịu không nổi, tức là năng lực nhận trao quyền của họ nó không đủ, thì thôi, xếp họ xuống làm nhân viên hoặc xếp họ xuống làm ở những vị trí mà không cần phải trao quyền. Tức là làm theo kế hoạch và sự chỉ dẫn của người khác cũng được mà, có vấn đề gì đâu. Đó, phải nhớ cái chỗ đấy. Thì từ cái câu chuyện này, thầy cũng muốn là thầy đang hướng dẫn các giám đốc ấy một cái bài, một cái trình tự để tới đây chúng ta về làm, chúng ta truyền thông và thuyết phục nhân sự cấp trung của mình bằng cách như thầy vừa mới thuyết phục. Rằng tôi trao quyền cho anh, tôi giao trách nhiệm quản lý tài chính cho anh là tôi đang đưa cho anh một cái không gian để anh phát triển đấy. Còn nếu như trí của anh không đủ, tài của anh không lớn, anh không dám nhận thì ok, anh phụ giúp cho tôi cái góc này, còn tôi sẽ tìm người khác về phụ trách cho tôi chỗ này. Hoặc tôi sẽ bồi dưỡng người khác nên phụ trách cho tôi cái chỗ này. Là nó phải rất rõ. Nhưng nói cái đó với tất cả lòng chân thành, sự dìu dắt đối với các cấp trung hiện tại. Thế đã. Vì quan điểm của thầy thì vẫn khuyên rằng chúng ta ưu tiên người cũ hơn người mới. Tiếp theo. Vậy thì thực quyền nó bao gồm những gì? Với tất cả những phân tích và chia sẻ từ đầu giờ đến giờ của thầy, có thể đi đến một kết luận là trao thực quyền cho các nhân sự cấp trung nó gồm những thứ sau đây anh chị. Một là trao niềm tin và ủy nhiệm thực thi cũng như ra quyết định. Thì cái ý trao niềm tin ở đây này anh chị này, là nó quan trọng lắm. Có thể những cái khóa trước, những chuyên đề trước thầy không nói nhiều về niềm tin, về văn hóa và về lãnh đạo. Cho nên đôi khi cái cách truyền thông của chúng ta là nó hơi cứng nhắc. Nó cứng nhắc, nó làm cho người ta đề phòng, người ta không dám làm. Bởi vì thầy đã chứng kiến quá nhiều trong các cuộc họp công ty, giám đốc tuyên bố dõng dạc với nhân sự cấp trung. Các anh cẩn thận nhé, tới này tính toán ra xong là công ty tiến hành giao khoán hết đấy. Này các anh liệu liệu, công ty sẽ đánh giá đến nơi đến chốn, nghe thấy đã không muốn làm. Có đúng không? Là đôi khi chúng ta có cái nỗi đau quá lâu rồi. Đến khi chúng ta tìm thấy một cái giải pháp, thì chúng ta lại đưa một cái giải pháp đấy vào như một cái gọi là công cụ quản trị cứng nhắc. Và khi đưa vào cách như thế, nó không vào là đúng rồi. Nó chống đến cùng. Và khi đưa vào theo cách như thế mà bảo nó em ơi lập kế hoạch tài chính, nhưng việc quái phải lập xong ông đi đánh giá mình mà. Không làm. Nó ngồi ngoài ngay. Ngồi ngoài xem làm thế nào. Làm xong rồi mấy tháng không truyền thông được, không làm được tưởng thế nào.
Cũng thế thôi. Giống không? Đó. Không. Vậy thì khi người ta chưa đồng thuận, người ta không làm, là phần lớn cũng lại chính chúng ta. Đó. Cho nên cái niềm tin ở đây này là phải cho người ta thấy rằng: em ơi, ở cái công ty này, vị trí của trưởng nhóm dự án hay vị trí của trưởng phòng bán hàng hay trưởng phòng marketing, không ai xứng đáng hơn em. Nhưng em sẽ phát triển rất tốt khi mà em vừa làm nghiệp vụ thế, em vừa tham gia với anh hoạch định cái đường dài cho câu chuyện bán hoặc câu chuyện tài chính. Và em phải được quyền quyết định chứ. Và anh muốn em tự tin để quyết định trong phận sự và phạm vi tài chính anh giao. Nghe thế về, tôi đảm bảo với các bạn, tối nó mất ngủ luôn. Đúng không? Về bắt đầu là ông nào có vợ rồi, tối ba hoa bốc phét với vợ, đủ chuyện trên đời. Công ty này sẽ quý anh nhất. Thì đấy, là phải trao cho họ một cái niềm tin thực lòng. Thứ hai này, giao mục tiêu nhưng phải đủ thách thức, cộng với ngân sách, tức là chi phí về nghiệp vụ. Ví dụ, văn phòng thì chi phí nghiệp vụ văn phòng hết bao nhiêu, tính ra đi. Kinh doanh bán hàng ấy, thì cái chi phí nghiệp vụ về bán hàng trên từng đơn hàng trong một tháng, trong một quý và một năm hết bao nhiêu, tính đi. Có thể tính chưa chính xác, cứ tính đi thì mới giao được. Kế tiếp này, còn cái mục tiêu thì mục tiêu phải đủ thách thức. Và thế nào là mục tiêu đủ thách thức thì chút nữa sang phần kế hoạch thầy sẽ nói kỹ hơn. Thứ ba, trao cái định biên nhân sự và quỹ lương thuộc phạm vi trao quyền. Ví dụ giao cho họ phòng bán hàng, chúng ta xác định quy mô kinh doanh năm nay là 300 tỷ tiền doanh thu. 300 tỷ tiền doanh thu mà chia cho giá trị đơn hàng bình quân, nó suy ra số lượng đơn hàng cần phải đạt và cần phải xử lý trong một năm, hoặc trung bình trong một tháng, thì nó sẽ suy ra được an áng cái gọi là định biên nhân sự phòng bán hàng. Có đúng không? Và với định biên đó, tôi sẽ có quỹ lương cho anh. Có thể tôi chưa cụ thể hóa được đến cái gọi là gì ạ? Ngạch bậc lương một cách cụ thể. Nhưng tôi biết chắc con số tổng quỹ lương tôi dành cho anh và nộp bảo hiểm không quá bao nhiêu tiền trong một năm. Đó là phần lương gọi là lương vị trí. Chút nữa tôi ghép vào, tôi tính toán ra, tôi xem liệu còn bao nhiêu để làm cái động lực thưởng cho mọi người. Ok, tôi cắt tiếp gói đấy, tôi trao cho anh, cho anh được quyền tự chủ. Thì đấy là phải trao tiếp cái định biên nhân sự và quỹ lương thuộc phạm vi trao quyền. Kế tiếp này, quyền được hưởng khi đạt hoặc vượt các mục tiêu thách thức nêu trên. Này là đương nhiên rồi, đúng không nhỉ? Đó, đương nhiên. Tiếp theo này, đồng thời phải rõ ra về chính sách áp dụng với đối tác khách hàng nếu có. Ví dụ ở phòng bán hàng, ông trao quyền cho nó nhưng ông không cùng nó xây dựng chính sách giá. Thế thì nó quyết làm sao được? Khách nào về nếu bán B2B nó cũng lại phải xin giá ông một lần. Hay là đối với đơn vị bán lẻ, hay là đơn vị bán dự án bất động sản, thì chính sách cho một dự án là phải rõ chứ. Để làm gì? Để người ta làm theo chính sách. Thí dụ mình chỉ cần biết chi phí promotion cho khách hàng, một tháng tôi cho phép các anh là 5% hay là 1% hay 0,5%, miễn là có chính sách. Thì nhân viên họ sẽ tự đề xuất tháng đó họ sẽ làm thế nào để không vượt quá cái ngân sách công ty giao, mà thuận lợi việc bán hàng cho họ. Nếu không có cái đó, họ lại phải: anh ơi, tháng này em đề xuất là anh cho em cái hàng tồn kho, là em sẽ đề xuất chương trình là mua một tặng một, anh đồng ý không? Mua một tặng một làm sao được? Hàng tao mua đã 5 đồng rồi, bây giờ tặng một phát nữa thế là tao lỗ à? Nhưng quên mất không nhìn rằng ông đã có lãi ở những cái hàng ông bán đi rồi, còn số tồn kho còn lại thì ông bán bao nhiêu ông ăn bấy nhiêu, đúng không? Đó. Cho nên cái góc nhìn tài chính nó sai thì dẫn đến gì ạ? Quyết định sai. Mà quyết định sai nó hay càm ràm lắm. Đấy, chính sách áp dụng với đối tác khách hàng nếu có nhé. Hay là ví dụ như là một số doanh nghiệp làm dự án hay là làm thầu thì nó có cái tiền, nó gọi là cái tiền gì ạ? Nốt bi bôi trơn gì đó. Thì tốt nhất cắt luôn cho nó, này tao kệ mày,
8% hay 10% giá trị hợp đồng. Muốn tiếp khách tiếp khứa, muốn đưa cái gì thì đưa, muốn thăm hỏi du lịch, muốn làm thế nào thì làm, 8%. Còn mày khéo đàm phán, mày chỉ đàm phán có 6% mày ăn 2, thế thì cho nó nhẹ, phải không? Chứ không bây giờ nó đi khách hàng là phải cho nó quyền chém tại chỗ, mà nó không chém được nó lại về xin ý kiến mình, nó chậm tiến trình. Ok, kế tiếp này, chế tài, à xin lỗi, phải trao tiếp cái điều kiện và phương tiện làm việc, tức là cơ sở vật chất cho người ta. Cái này đương nhiên và không cần phải giải thích. Ví dụ công ty nào bán lẻ thì sẽ thấy, bạn mở cho người ta một cái cửa hàng thì tức là bạn trao cho người ta cái phương tiện đó. Bạn thành lập một phòng bán hàng thì xem là xe cộ, phương tiện, điện thoại, máy tính cấp cho họ. Thì đấy chính là gì ạ? Trao cái điều kiện và phương tiện làm việc. Kế tiếp này, phải có chế tài áp dụng khi vi phạm hoặc trừ quyền lợi kinh tế ra sao? Là cũng phải rõ với nhau. Nhưng nói đến trừ quyền lợi kinh tế, các anh chị nhớ cho, đừng bao giờ trừ lương của người ta. Rõ chưa? Tính thế nào thì tính và tiếc thế nào thì tiếc, nhưng nhất định không được trừ lương. Bảo nhưng mà nó làm thiệt hại của em quá cả phần tiền thưởng của nó được, thì làm nào? Phải chịu. Đó là quyết định quản trị. Có những khi chúng ta phải chịu. Còn làm thế nào để giảm thiểu cái phải chịu đó? Thì giỏi quản trị hơn thôi, giỏi nhìn người hơn và bám sát tiến trình nó vào. Vì trừ lương là vi phạm pháp luật. Đấy là thầy phải nói thẳng. Còn các ông muốn né kiểu gì, câu từ gì thì tôi không biết. Nhưng nói chung trừ lương là vi phạm pháp luật. Trừ trường hợp mà họ cố tình gây thiệt hại cho công ty, xác định được giá trị bằng văn bản, ok, chúng ta có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại là một vụ việc khác. Còn trừ lương là không thể. Kế tiếp nha. Phải tiếp tục đào tạo và hỗ trợ cho họ thời kỳ đầu. Như lúc đầu thầy nói, họ làm sẽ không theo ý ta đâu. Nhưng nghiệp vụ của công ty thế nào thì phải tổ chức đào tạo, dẫn dũ người ta để người ta làm cho nó được. Kế tiếp nhé, chấp nhận rủi ro thời kỳ đầu. Đào tạo thật kỹ thì bớt rủi ro, có thế thôi. Hay hôm trước nói về lãnh đạo, trong chủ đề về tổ chức công ty, thầy nói vai trò lớn của giám đốc công ty là lãnh đạo. Lãnh đạo các nhân sự cấp trung và lãnh đạo toàn bộ đội nhóm của mình. Thì trong cái sự lãnh đạo như vậy, nó có một cái hoạt động là huấn luyện người ta. Cái việc huấn luyện người ta ở đây, nó không cần bạn phải có một kỹ năng huấn luyện như một chuyên gia. Huấn luyện giống như huấn luyện viên bóng đá vậy. Tức là giúp cho người ta đạt được hiệu suất cao nhất. Là chủ doanh nghiệp, là giám đốc, bạn có thể tận dụng rất nhiều người xung quanh mình để thực hiện huấn luyện một người. Ví dụ, một trưởng phòng kinh doanh nhưng không biết về kiến thức tài chính, vậy thì bạn quan tâm bồi dưỡng kiến thức tài chính cho người ta bằng chính cái kiến thức và nghiệp vụ tài chính của kế toán trưởng, bằng cách tổ chức các cuộc họp, các cuộc bàn luận hỏi xem về vấn đề tài chính và hóa đơn đối với khách hàng. Thì phòng tài chính hãy trao đổi cho rõ cho phòng kinh doanh, tôi ngồi tôi phân xử, tôi ngồi tôi bình luận thêm. Thế là người ta học được của nhau. Chứ không nhất thiết mình lại phải gì ạ? Em phải đi học một khóa tài chính, hỏi đề về em gì? Về đào tạo trong trường phòng bán hàng. Không nên như vậy, đúng không? Đấy. Nữa này, phải có nhân sự đủ năng lực nhận trao quyền. Trong đó, năng lực đầu tiên của nó được đo bằng sự sẵn sàng. Về mặt tâm thế, thái độ, họ có sẵn sàng không đã? Chứ còn chưa trao nó chối đầy đẩy, tốt nhất đừng trao. Vì nó chối đầy đẩy, một là nó thực sự không muốn làm, hai là bạn đã chưa động viên khích lệ được thì đợi động viên khích lệ đã. Chừng nào người đó phải thực sự sẵn sàng. Vì cái sẵn sàng này nó quyết định đến 80% của sự thành công rồi. Cái sợ nhất là người ta không muốn làm thôi. Thứ nhì là gì ạ? Phải hiểu nghề. Tức là phải thạo cái nghiệp vụ của phòng ban bộ phận đó. Thứ ba là phải có một cái năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ để hoạch định kế hoạch và chi phí trong cái phòng ban bộ phận đó. Thứ tư là phải biết tổ chức triển khai, động viên, thúc đẩy, kiểm tra, đánh giá nhân viên dưới quyền. Thì đấy là cái năng lực thứ tư. Thứ năm, phải có một nghị lực vượt qua khó khăn. Điều này thì tôi mong
là các giám đốc hãy nói với nhân sự cấp trung của mình rằng: các em ạ, mỗi một lần vượt qua thách thức và khó khăn là một lần em sẽ tiến bộ vượt bậc cả về mặt con người và năng lực. Cho nên là gì ạ? Thấy khó khăn thì em ơi, hãy yên tâm, phía sau này luôn luôn có anh. Cứ tựa vào đây chứ anh không đạp mày ra đâu. Chúng ta phải tạo một niềm tin rất vững chắc như vậy cho nhân sự cấp trung, rằng nếu họ gặp khó khăn, luôn có mình làm hậu phương đỡ họ, để họ tự tin mà khắc phục cái đó. Nhưng nếu khó khăn họ gặp phải, chúng ta lại phải làm một biện pháp động viên thúc đẩy. Ok, giải pháp của em là gì? Anh chỉ hỗ trợ, tự tìm cách xử lý đi. Chứ không phải nó làm đổ bể, nhảy vào làm thay xong mắng nó xa xả ra. Có cái việc như thế tôi nói bao nhiêu lần rồi. Bây giờ làm không được, cuối cùng lại đến lượt tao, cuối cùng lại đến lượt chị. Chị ơi, chị phải ngồi lại đằng sau. Chuyện nó thế này rồi, bây giờ giải pháp em định sao? Cần anh chị và phòng ban khác giúp thế nào? Và vẫn tiếp tục trao niềm tin rằng em ấy sẽ làm được. Tất nhiên mình sẽ phải cẩn thận hơn, đã bơm thêm nguồn lực cho nó. Và sát cánh cùng với nó. Nó làm được một lần thì lần sau nó tự tin. Và cứ như thế là cách chúng ta đang huấn luyện nhân sự cấp trung đấy. Đó. Đếm đi, 10 thứ có phải không? 10 cái thứ như vậy mới được xem là trao quyền đích thực. Ồ, thế mà nghe ai đó giao khoán đi, thế mà giao khoán liền là chết liền đấy nhé. Giao xong thì giao cả công ty ra ngoài đường đấy anh chị nhé. Và khi trao được thực quyền thì đồng thời một vế còn lại nó lập tức xuất hiện. Anh chị biết là vế gì không? Giải phóng lãnh đạo. Còn nếu không trao thực quyền mà đã đòi giải phóng lãnh đạo thì bằng với giải tán công ty. Đó. Quân Đà Nẵng cười mạnh thế. Nhớ, cái này là key của kết luận của giờ này. Trao quyền là trao thực quyền. Trao thực quyền nó có 10 điều kiện kia kìa. Đó. Cho nên là lời khuyên của thầy là trao được thì chúng ta phải hết sức thận trọng, là trao từng góc một thôi nhé. Chứ không phải đi học trao quyền, đi học giao khoán về là ụp một phát gọi tất cả các trưởng bộ phận lên làm hết đâu. Người ta phải lựa chọn cái chỗ gọi là tiền tiêu đánh trước. Phòng nào dễ, nhân tố nào sẵn sàng tích cực cho làm trước, được chưa? Sau đó để họ lan tỏa sang xung quanh. Hãy đặt một mục tiêu là để set up công ty trao quyền giao khoán triệt để, nó cần một khoảng thời gian từ 1 cho đến 2 năm, chứ không phải ngay lập tức 1-2 tháng làm được liền. Còn nếu đơn vị nào giỏi có thể làm trong 6 tháng. Nhưng khó lắm anh chị ơi. Nguyên cái chuyện mà người ta thay đổi một cái nếp nghĩ rằng nhận lương cứng, làm việc sai theo chỉ dẫn của sếp, đến bây giờ chủ động, tự chịu trách nhiệm, tự hoạch định, thậm chí tự tuyển dụng, nó phải có thời gian. Thế có ông bảo thời gian thế lâu lắm em mất cơ hội. Thế tôi hỏi ông, 10 năm nay ông đã thay đổi chưa? Bây giờ ông mới bắt đầu thay đổi nè. Vậy thì tại sao lại yêu cầu anh em phải thay đổi nhanh như thế? Thì thầy nói cái câu chuyện đấy là để các giám đốc cũng xác định một tâm thế rằng đây là chuyện của dài hạn, nó không nhanh được đâu. Nhanh là gãy liền nha, gãy chắc chắn. Vậy thì chúng ta đã đồng thuận và hiểu với nhau rằng phải tạo không gian cho cấp trung, rằng phải hoạch định tài chính ra để trao quyền. Vậy thì bước kế tiếp là hoạch định tài chính, nó triển khai qua những bước nào? Thì có 3 bước. Cụ thể 3 bước thế nào thì mời anh em cà phê đã, xong vào ta bàn tiếp, được không? Cảm ơn. Khóa học CEO thực chiến phiên bản thứ 5 dành cho giám đốc, chủ doanh nghiệp. Lần đầu tiên tại Việt Nam, mô hình kim cương với 9 thành tố định hình một công ty có môi trường tốt, phát triển bền vững được đưa vào đào tạo và huấn luyện cho đối tượng doanh nhân cùng nhân sự cấp trung trong doanh nghiệp.
Khóa học được biên tập thành 5 hợp phần đồng bộ, từ chiến lược, tổ chức, lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp đến các bước xây dựng và ứng dụng hệ thống quản trị vận hành công ty tinh gọn, bài bản, hướng tới chuyển đổi số toàn diện, giải phóng lãnh đạo, tạo không gian phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ nhân sự cấp trung, tối ưu hóa tổ chức vận hành cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững. Tài liệu và biểu mẫu ứng dụng được thiết kế đơn giản, cô đọng, đảm bảo yếu tố chuyên môn, áp dụng đầy đủ các công cụ quản trị như OPS, BSC, KPI, Marketing 4C và 6P, OGSM, v.v. CEO thực chiến phiên bản 5, học trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, đồng thời phát hành phiên bản online trên giamdoc.net sẽ là nguồn cơ sở học liệu quý cho doanh nhân Việt Nam tham khảo, học tập và triển khai ứng dụng dài hạn. Đây là thành quả nghiên cứu, tổng hợp và biên tập của chuyên gia Vũ Long, đã được kiểm chứng ứng dụng thành công tại hàng ngàn doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, quy mô, hình thức pháp lý. Hãy đăng ký ngay hôm nay để học trực tiếp, học trực tuyến, học online chủ động trên mọi thiết bị, giao lưu kết nối kinh doanh với cộng đồng doanh nhân có tư tưởng lãnh đạo, quản trị cấp tiến, hướng tới kinh doanh tử tế và bền vững. Cùng đồng hành với học viên trong khóa học, công ty công nghệ Bitso 24 sẽ hỗ trợ, cung cấp công cụ phần mềm giúp các công ty hoạch định thành công mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, lập kế hoạch tài chính kinh doanh, xây dựng cơ chế chính sách về bán hàng, tài chính, nhân sự một cách đồng bộ, trên cùng một nền tảng tích hợp, từ đó triển khai ứng dụng liền tay, nâng tầm doanh nghiệp, chuyển đổi số thành công. Liên hệ ngay số hotline 0888 783 881.